Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ được ba mình dẫn đi nhà sách nha. Bây giờ mình đang đứng ngay tại quầy sticker nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy rất là nhiều hình dáng và sticker luôn nè. Mình đang đi lựa. Wow, mình đã lựa được hai cái rồi nè. Wow, thật là đẹp. Đó, thấy chưa? Mình đã lựa được vài cái rồi đó. Cái này cũng đẹp quá nè. Cái đó cũng rất là đẹp. Mình đã đụng rồi kìa, thấy chưa? Đẹp không? Các bạn có thấy mê không nhỉ? Đây nè, bây giờ mình đã lấy được bao nhiêu rồi nè. Đó, thấy nhiều chưa? Mới đi lên quanh tí thôi mà nhiều vậy đó. Bây giờ mình sẽ đi lựa tiếp nha. Wow, ở đây có rất là nhiều hình dáng mặt cười luôn nè. Wow, thật là đẹp. Mình đang xem cái hình dáng cá mập kìa. Đây là hình dáng xe. Các bạn ơi, có rất là nhiều hình dáng đẹp luôn nha. Các bạn ơi, đi lên qua một hồi thì mình đã chọn được rất là nhiều hình dáng luôn nè. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ đi một vòng nữa nha. Thật là nhiều hình dáng đẹp quá đây. Cái nào cũng xinh hết á. Trời ơi, thật là đẹp. Có cả hình dáng khủng long nữa nè các bạn ơi. Wow, hình dáng con thỏ kìa, thật là đẹp. Hình dáng công chúa kìa. Các bạn ơi, mình đã mua được nhiêu đây rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bye bye.